Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong video ngày hôm nay, anh em mình đang quan sát trên màn hình đây, dòng loa Bose 601 Series 3 phiên bản nhập khẩu Hồng Kông. Phiên bản này thì anh em mình thấy nó sẽ rất là khác biệt khi anh em mình tiếp cận. Thứ nhất là về vỏ thì nó sẽ là hai lớp anh em nhé, vỏ hai lớp như này và sẽ có cả những cái tem Bose. Mặc dù nó mới mình bóc ra rồi nhưng nó vẫn còn cái tem còn lưu lại anh em nhé, hai lớp vỏ. Và trong thùng sẽ có hai cái miếng xốp, xốp trên và xốp dưới. Đây xốp trên, xốp trên thì nó sẽ theo cái chiều của cái căng. Còn dưới thì nó sẽ có cái lỗ của bốn cái chân, anh em thấy ở đây. Xốp dưới nhá. Cũng khá là to cao đối với dòng 601 này khi cả thùng nữa. Anh em mình thấy đây, khi mình để hai cái ở đây, thùng này. Khi chuyển về anh em mua thì bên mình sẽ còn bọc thêm một lớp xốp ngoài nữa. Nên anh em hình dung là nó to hơn cả cái tủ lạnh cái loại chiều ngang ấy, hơn cái loại 150 lít nhá, chiều ngang thôi, còn chiều cao không bằng. Đó. Nên mình về đây là sản phẩm mình làm đầu tiên thì mình về mẫu là 6 đôi. Anh em nhá, 6 đôi ở đây. Toàn bộ là mới nguyên thùng nên anh em chưa bóc nhá, chưa bóc mà mình sẽ là người bóc đầu tiên. Bắt buộc là phải bóc hàng ra để xem cái sự cố gì đó không trong quá trình vận chuyển để tới tay của anh em, nó là một sự chất lượng nhất và đảm bảo nhất khi anh em mình dùng. Và đây là chiếc loa mình đã tháo về ở bỏ hộp ra. Anh em mình thấy ở đây là đầu tiên là gì, cái nước gỗ nạng, nó giống hệt con 301 thì 3 phân gỗ bên mình đang phân phối, anh em mình đang thấy nhà mình nhá. Rất là đẹp, không phải là giấy dán nhá, không phải là giấy dán đâu, đề can dán đâu. Đẹp. Về độ đẹp thì đương nhiên là đẹp hơn xịn rồi, xịn là đồ bãi mà. Đồ bãi thì anh em mình chưa xào ba thì nó xấu hơn con này rất nhiều, vì đây là hàng mới. Và anh em mình thấy sự khác biệt nữa ở đây là gì? Nó không phải là cái bản căng gỗ anh em đang thấy nhá, đây là căng nhựa nhá. Cái xương ấy là xương căng, là căng nhựa. Đó. 601 này thì sở hữu cái gì? Là hai cái bát 20, đường kính toàn vành là 21 và rốn là rốn hở. Sở hữu bốn cái tép giấy quay hai hướng ngược lại nhau, hai cái quay ra hướng anh em đang quay này, hơi chéo này, và hai quay lên trên để đảm bảo anh em mình nghe là đủ dài. Đó, 601 này, bản cao cấp này thì anh em mình thấy là cái gân ở đây dày dặn và cái màng hơi xám lông chuột một chút, rốn hở, rốn nhìn thấy côn bên trong. Đó. Kể cả cái căng ở trên che tép lại thì nó cũng là căng nhựa anh em nhé, là căng nhựa. Cái lưới bên ngoài này thì nó sẽ nhiều đời nó khác nhau. Anh em có thấy là một số cái loại màu kem. Đây là một loại màu này đen, dạng đen mờ, chưa phải là đen hẳn nhá, không phải đen do đâu, đen mờ. Nó hơi xám lên một tí, không phải đen hẳn. Đó, đây là cái căng trên, hai căng. Và đằng sau thì đây, mình xem tí mình sẽ test nhạc anh em mình nghe nhé. Do mình anh em thấy đây mình test, nhưng mình kẹp con tụ vào đây bởi vì là cái mỏ chim này nó không cắm vào được cái bên trong, nên mình kẹp thêm cái dây để lấy dây điện cắm vào thôi. Nó là bảo là công nghệ giám sát của Canada. Thì đây là phiên bản họ mua cái bản quyền thiết kế thì họ có cái quyền nhờ sự giám sát của bên đó thì cũng hợp lý thôi. 601 CT3 và một số thông số ở đây em có thể đọc vào đây. Đó. Cái bản này thì anh em mình ghép với một con Omni 506 hoặc là một con đẩy liền vang 8 sò. Đánh cực kỳ hay, bao phê luôn. Và sau đây thì mình chỉ có test một chút được thôi, bởi vì mình đang đấu sẵn có một chiếc. Còn mình sẽ hẹn anh em nhé. Hẹn anh em ở một clip mình test lại sau, cũng như mình mổ để anh em mình xem ruột gan của bộ này. Sau đây thì bật nhạc này. Đây là test điện thoại thì đương nhiên là các bác nghe thấy chất lượng nó chưa được đạt. Khi nào mình làm mình test hẳn hoi bằng máy quay. Đoạn vừa rồi là tiếng trống. Do nó bị bản quyền nên mình phải tua đi để lấy đoạn nhạc ngắn thôi. Anh em thông cảm nhé. Không là bên mình sẽ bị bản quyền. Anh em mình hết sức thông cảm hộ. Bây giờ bật lên sẽ có đoạn lời này. Bên nhau.
Vâng, anh em mới nghe. Đối với 6 đinh một này thì đương nhiên là âm trống rất là rộng. Âm trống rất là rộng vì thùng nó to mà. Và 4 con tép trong một cái và 2 cái bát, đảm bảo anh em mình nghe gia đình trong phòng khoảng tầm 20 mét vuông thì không bao giờ phải súp. Tới 25 mét vuông vẫn chưa phải súp nữa, anh em nào quá cần sức mạnh thì mới cần súp nhá. Độ hay là có là đương nhiên rồi. Đây là bản Hồng Kông nhập thì anh em biết rằng giá rất là cao, rất là mặn. Giá bán cho một đôi bên mình bao ship luôn là 13,8 triệu, như là 13 triệu 800. Bao ship toàn quốc, bản vân gỗ nhá, không phải cái bản giấy dán xi nhá, giấy dán đâu nhá anh em nhá. Và mình cũng công báo luôn trong clip này là bên mình sẽ ra tiếp một phiên bản là do bên mình sản xuất với vỏ là vỏ sản xuất tại Việt Nam, gỗ nạng. Và bát tép nó khác một chút nhưng vẫn của Hồng Kông và có phân tần đầy đủ với giá rẻ hơn, chỉ có 9 triệu đồng thôi. Và cái vỏ gỗ nạng như này anh em mình mua thì cũng rơi vào tầm 5 triệu nhá anh em. Vỏ gỗ nạng như này tới nhà anh em tới tầm khoảng 5 triệu, anh em đi hộ điều đó nhá, tầm 5 triệu. Chứ không có cái chuyện anh em mình thấy trên mạng có tầm khoảng 3 triệu 2 triệu 7 3 triệu 2 mà có Hồng Kông đâu anh em nhá. Cái bộ ruột bát tép không thôi là đã 3 triệu rồi. Anh em mình dùng như thế nhé. Bên mình là một trong đại lý phân phối đồ Hồng Kông lớn nhất, cái gọi là dạng lớn nhất cái miền Bắc và ở Việt Nam mình luôn. Về cái phụ kiện này này, mình là đơn vị lớn hàng đầu ở Việt Nam mình luôn về cái phụ kiện này. Nên anh em mình bỏ ra tầm 2 triệu 7 đến 3 triệu 2 thì bát tép và toàn bộ là Việt Nam mình sản xuất, không có ma nai và cũng không bao giờ có cái chuyện là gì có cái chuyện là Hồng Kông anh em nhé. Một đôi vỏ không, mình công báo lại là gì là bên mình bán ra sẽ là 5 triệu và một đôi bộ ruột của nó khoảng tầm 3 triệu, chưa có phân tần thì có bóng đèn thôi đó. Anh em nào quan tâm điện thoại trực tiếp cho bên mình để sở hữu một đôi loa đẳng cấp này, đang có 6 đôi nhá, 13 triệu 8 và chào anh em.